Vâng, em chào chị, các bạn yêu Lan trên kênh mình. Em và các anh em thợ rừng thì sẽ còn một vài chuyến đi nữa để cố gắng để mang đến những cây giả hạc rừng để gửi đến các anh chị các bạn trên kênh mình sưu tầm những con giống chất lượng cho những cái mùa hoa lan mới. Bởi vì cái mùa này thì cây đã xuống lá rất là nhiều rồi và bước vào mùa nghỉ, thế cho nên thì để đi rừng bắt gặp những cái con kiến giả hạc này khi mà nó xuống lá thì rất là khó. Và vì thế thì em sẽ cố gắng trong vòng một vài chuyến đi để đăng tải lên YouTube cũng như là trên Zalo để gửi đến các anh chị các bạn những cây giả hạc rừng Yali chất lượng. Và em cũng chia sẻ thêm, rừng Gia Lai là một nơi đã sản sinh ra rất là nhiều những cái mặt hoa đột biến, trong đấy thì có những cái dòng năm cây trắng, dòng hồng, nhất là hồng thì rừng Gia Lai đã sản sinh ra, có thể gọi là xứ sở của những cái bông hồng, bởi vì ở trên bản đồ hoa lan va Việt Nam thì rất là nhiều những cái bóng hồng xinh đẹp đã được sản sinh và phát hiện từ những cánh rừng của tỉnh Gia Lai. Thì ngày hôm nay thì em chia sẻ 14 kiến zin nguyên bản siêu đẹp luôn gửi đến các chị các bạn sưu tầm. Thì không mất thời gian của các chị nữa, thì em sẽ đi vào thông tin chi tiết để các anh chị các bạn nắm bắt cũng như là lựa chọn kỹ những đơn mà mình cảm thấy hợp nhãn nhất nhé. Đầu tiên thì em vào đơn số 1. Đơn số 1 giá mở hàng là 200k. Ở đây thì được 3 mầm kiến nguyên bản ở trên hai miếng vỏ cây này các anh chị các bạn ạ. Đây, một mầm rất là xanh luôn, xanh nù, chưa từng sổ hoa. Và ở dưới đây thì còn một miếng nữa với hai mầm khá là sạch luôn. Đấy, thân khá là sạch luôn, thân già vàng. Và nó được mới hái xuống cho nên là vẫn còn những cái nhựa cây cây cành ngạnh đấy các anh chị các bạn ạ. Được số 1, 2 miếng nguyên bản, 3 kiến xanh đẹp. Em chia sẻ giá là 200k, giá nhẹ nhàng cho đơn đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay ạ. Tiếp đến là đơn số 2. Đơn số 2 cũng là hai kiến xanh. Con kiến này thân sạch luôn. Em cũng không biết là xanh trái hay không, tại vì chúng ta cần phải test nắng. Mặc dù là hái ở rừng khộp ấy, rừng mà nhiều nắng, nhưng mà các anh chị các bạn cần nuôi lớn, mầm sắp tới đây sẽ lớn hơn rất là nhiều này, về test nắng thêm. Nếu mà được xanh sạch thì ngon quá, với cả mức cái giá này thì cũng rẻ rồi. Và ở đây thì em được một kiến xanh nữa, thân xanh đây. Đây, nó được rất là nhiều những thế hệ rồi, mọc trên một miếng cây rừng đây mà anh em cạy về đây. Được số 2, giá là 250k cho hai kiến nhỏ nhắn xinh xắn như này ạ. Tiếp đến em vào đơn số 3. Đơn số 3 có giá là 350k cho ba kiến xanh. Đầu tiên là một kiến xanh này với 1 2 3 4 thân già và một thân tơ. Ở dưới đây thì còn một kiến xanh nhỏ nữa, thân rất xanh luôn. Đây, sạch luôn ạ. Và tiếp đến đây, một cây nữa thân nó cũng sạch sẽ luôn và bản lá to. Đấy, tuy nhiên thì các chị phải test nắng thêm nữa các chị các bạn ạ. Bởi vì em chia sẻ là em có sao em nói vậy luôn để các anh chị biết, bởi vì nếu mà mình cứ khẳng định nó là xanh sạch thì nhiều khi các anh chị các bạn về mà trồng lên nó ăn nắng và nó lên màu thì mình lại mang tiếng. Thế nên là em khi em bán em chia sẻ thì nó phải chi tiết và cặn kẽ thì em mới dám bán, cũng như là các anh chị các bạn khi theo dõi thì cũng theo dõi kỹ các anh chị các bạn ạ. Và đơn số 3 em chia sẻ giá là 350k cho ba kiến rất là đẹp này. Tiếp tục em lên đơn số 4. Đơn số 4 thì gồm có 4 kiến hồng, để về các anh chị các bạn bắt hồng sổ hồng cũng khá là lý tưởng, bởi vì đây là những con giống ở rừng về chưa từng sổ hoa luôn. Vì vậy thì chúng ta trồng chăm nó sẽ rất là vui và thú vị, cũng như là để hóng để chờ những cái mùa hoa năm tới. Ở đây thì một kiến hồng này, hai kiến hồng nù, ba kiến hồng này, bốn kiến hồng này, bốn con rất là nù luôn, ú nù luôn, rất là đẹp luôn. Và giá chỉ 300k cho bốn con kiến hồng rất chi là đẹp ở rừng mới về đấy ạ. Bước qua đơn số 5. Đơn số 5 có giá trị là 300k. Ở đây thì sẽ được một cái cây khá là to. Đây, như các anh chị các bạn thấy, thân xanh này, xanh mảnh này. Đấy, khá là dài khoảng 15 cm. Đấy, thân mảnh, cây to nhưng mà em vẫn bán rẻ, bỏ đây bán giá gộp của nó chỉ có 300k cho 3 cây thôi. Bên cạnh đó thì có một kiến hồng nguyên bản này. Đây, và một con kiến hồng nhỏ nữa, nù nữa, nguyên bản nữa. Và với 3 cây đẹp như thế này thì em chia sẻ giá trị của đơn số 5 chỉ là 300k cho một đơn gồm có 3 cây, 3 mặt hoa. Tiếp tục là đơn số 6. Đơn số 6 là một đơn mà em lọc ra để các chị các bạn có yêu thích chơi những cái dòng thân thủ mà em nghĩ là đa phần các chị đều yêu thích và lựa chọn. Bởi vì hai con kiến tuy rằng rất là nhỏ nhưng mà nó có tố chất
Bởi vì hai con kiến này là hai con kiến siêu nù rụt này, mà bản lá mít mít su luôn, tròn xoe luôn. Cái này về chăm lớn lên mà mấy nữa thì nó sẽ rụng những cái lá này, và tháng nữa thì nó sẽ bật mầm gốc lên. Mầm năm nay các anh chị nuôi lên nó sẽ rất là dài so với hiện tại đấy. Và đơn số 6 giá 400k cho hai kiến nguyên bản mít su, một kiến hồng, một kiến tím rịm luôn, như các anh chị các bạn thấy ở trong màn hình video đây ạ. Bây giờ thì sang đơn số 7, đơn số 7 có giá là 300k với 3 kiến. Đây, tương tự mỗi kiến là 100k đấy. Đấy, 100k một kiến rừng nguyên bản, thời điểm rất là hiếm, khó tìm này thì chỉ có trên kênh em mới có hàng để chia sẻ thôi. Và đây, một kiến hồng, hai kiến hồng và ba kiến hồng, ba kiến bắt hồng rất là đẹp luôn. Đơn số 7 300k cho ba kiến hồng nguyên bản, còn zin nù đẹp. Tiếp đến sẽ là đơn số 8. Đơn số 8 thì cũng có 3 kiến, một kiến xanh nù này và một kiến hồng này. Cái con kiến này nó bám rất là mong manh trên những cái vỏ cây đây ạ. Đây ạ, kiến hồng nù đây. Và ở đây thì còn một con kiến nữa, kiến hồng đây các anh chị các bạn ạ. Dễ nó bám rất là chắc chắn trên những miếng vỏ cây rừng, mà anh em thợ rừng đã rất là khéo léo để bóc tách về để nhằm giúp cây, một là khẳng định nguồn gốc, hai là cho thấy những cái sự chất lượng. Mặc dù là mang những con kiến nguyên bản này về rất là khó đấy. Và đơn số 8 giá 300k cho 3 kiến xanh này, tím, hồng đấy, rất là đẹp luôn. 300k cho đơn số 8. Tiếp đến thì em vào đơn số 9. Đơn số 9 có giá là 250k. Ở đây thì có một kiến hồng bản lá tròn đẹp, thân nù đây, nù thì những thế hệ trước đây. Nó có tuổi đời khoảng 4 tuổi rồi, ở rừng này 4 năm trước rồi. Có nghĩa là từ những năm 2017 nó bắt đầu ra đời đấy ạ. Đấy, và một kiến rất là cứng cáp, khỏe mạnh, thân nù, đảm bảo như này. Thì giá của em chia sẻ là 250k cho đơn số 9. Và tiếp tục thì em mời các anh chị các bạn qua đơn số 10 với em. Đơn số 10 em chia sẻ giá là 250k. Đây cũng là một kiến hồng nguyên bản, chưa từng sổ hoa và thân nù. Đây, lá vẫn còn rất là nguyên vẹn và đẹp. Những cây lá nguyên vẹn thì em mới mang lên chia sẻ. Còn những cây gãy dập hoặc là eo uột hoặc là xuống lá nhiều thì em sẽ để trồng để giữ một vài cái làm kỷ niệm ạ. Thì đây, đơn số 10 em chia sẻ giá là 250k cho đơn số 10. Một kiến rất là đẹp luôn. Bây giờ thì em sang đơn số 11. Đơn số 11 thì em bán giá là 250k. Ở đây thì có một kiến lá mít su, lá rất là tròn luôn các anh chị các bạn ạ. Nhìn bên ngoài thì đẹp hơn rất là nhiều. Không những thế thì ở dưới đây còn một cái kiến nhỏ nữa này các anh chị các bạn ạ. Thế là cái miếng nguyên bản này sẽ được hai kiến, một kiến mít su, lá rất chi là đẹp luôn. Trời hôm nay nó không có nắng cho nên là quay nó không được lung linh đấy. Và nhưng thật sự rất là đẹp đấy. Đơn số 11 em chia sẻ giá vẫn là 250k cho đơn số 11 ạ. Đến với đơn 12. Đơn 12 là một cây thân hồng đây, nó dài khoảng 15cm đấy. Thân hồng đây, chấm hồng rất chi là xinh luôn, với rất là nhiều những cái thân già đây. Cây này mọc sinh sống ở rừng khá lâu rồi, tuy nhiên thì ở môi trường rừng khộp nó phát triển chỉ được như thế này thôi. Và về với môi trường ở nhà vườn chúng ta thì nó sẽ lớn hơn rất là nhiều đấy. Và một cái mầm hồng nguyên bản này em chia sẻ giá của đơn số 12 đó là 300k cho đơn số 12 các anh chị các bạn ạ. Sang đơn 13 thì giá là 200k. Ở đây thì sẽ được một kiến, cái kiến này kiến rất là đẹp luôn. Đây các anh chị các bạn có thể thấy bản lá bầu, bản lá về mà chăm ở điều kiện ở nhà thì có thể nó sẽ tròn đẹp hơn rất là nhiều và to hơn nữa. Ngoài ra thì nó được rất là nhiều những cái thân già tím đấy ạ. Đấy, và em chia sẻ đơn số 13 giá nhẹ nhàng, giá là 200k cho đơn số 13. Và tiếp tục là đơn cuối cùng của ngày hôm nay, đó là đơn số 14. Ở đây thì sẽ được một kiến này, hai kiến, ba kiến, bốn kiến, năm kiến. Bốn miếng nguyên bản nhưng mà được năm kiến, bởi vì cái khung nguyên bản này sẽ được hai mầm. Thì em chia sẻ giá là 300k. Đấy, cái đơn này sẽ được nhiều nhất, được 1, 2, 3, 4, 5, 5 mặt hoa. Và bây giờ thì em xin phép khép lại video để đi đóng rất là nhiều một cái mẹt này.
giả hàng này, các anh chị chốt rất là nhanh trong vòng 30 phút trong tối qua để gửi đi cho kịp cái chuyến bưu điện chiều. Thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị các bạn đã luôn quan tâm, ủng hộ em trong suốt những chặng đường vừa qua. Chúc các anh chị các bạn mua những cái con giống chất lượng như thế này về và sổ được những cái mặt hoa như ý. Và chúc các chị các bạn luôn luôn vui khỏe bên góc nhỏ đam mê của mình và sưu tầm thêm được nhiều những cái món ăn tinh thần bổ ích trong cuộc sống nhé. Em xin chào các anh chị các bạn ạ.